Phần thứ ba của Văn Nha sẽ hiển lộ, nó sẽ trở nên hết sức rõ ràng, đó là Anatta, vô ngã. Không có cái tôi, cũng chẳng có cái của tôi. Thoạt đầu, quý vị tưởng như là có cái tôi hiện hữu trong tôi, tưởng như cái này là của tôi. Nhưng khi quý vị tiến xa hơn, ở mức độ chứng nghiệm, chứ không phải ở mức độ trí thức, thì việc này sẽ trở nên rất rõ ràng, cái tôi là cái gì. Quý vị thăm dò toàn bộ lĩnh vực vật chất bên trong mình, toàn bộ lĩnh vực tinh thần và sự kết hợp của cả hai. Quý vị không thấy gì ngoài những làn sóng li ti, những bọt bong bóng, sinh ra, diệt đi. Bây giờ hãy xem thử bọt bong bóng nào là của tôi. Bây giờ hãy xem thử bọt bong bóng nào là tôi. Có phải bọt bong bóng này là tôi hay không? Bây giờ nó đã biến mất rồi. Còn làn sóng dao động nào là tôi? Nó đã mất rồi. Nó đã mất đi rồi. Vậy là tôi cũng mất đi chăng? Ồ, chúng ta phải dùng chữ tôi, anh, của anh, của chị. Chỉ vì theo lề thói thông thường mà thôi. Thật ra chẳng có cái gì là cái tôi hay của tôi cả. Chúng ta phải dùng những ngôn từ này, nếu không chẳng lẽ chúng ta lại nói cái mớ bong bóng này đang nói chuyện với mớ bong bóng kia. Nói như vậy không được. Chúng ta phải dùng chữ tôi, của tôi, anh, của anh, ông ấy, cô ấy, vân vân. Đây là sự thật bề ngoài, nó có vẻ như vậy mà thôi. Nhưng sự thật tối hậu, chân lý đích thực chẳng là gì ngoài những gợn sóng li ti, những rung động là những bọt bong bóng mà thôi. Không có bản thể, đó là Anatta, là vô ngã. Nếu thực sự có một cái tôi hoặc cái của tôi, thì cái của tôi đó phải thuộc về quyền sở hữu của tôi chứ. Có những gì thuộc quyền sở hữu của tôi? Vào khoảng 40 tuổi, một người khi soi gương thấy vài sợi tóc bạc. Tóc tôi đã bắt đầu bạc. Ồ, không, không thể như thế được. Thế là anh ta chạy tới tiệm hóa chất để mua một chai thuốc nhuộm tóc về xài. Tôi còn trẻ, tôi vẫn còn trẻ. Nhưng người đó định dối gạt người khác, rồi lại tự dối gạt mình. Nhưng làm sao đánh lừa được luật tự nhiên, đánh lừa được tham ma. Ta đang bạc đầu, đang suy tàn, đang chết dần. Thân thể đang chất dần chất mòn trong từng khoảnh khắc. Nếu quý vị nắm quyền kiểm soát, và nếu quý vị làm chủ được cơ cấu thân xác của chính mình, thì quý vị đã có thể ra lệnh, không, ngươi không thể suy tàn được, ngươi phải tồn tại y như ý ta muốn. Nhưng hoàn toàn vô ích, quý vị bất lực, quý vị đang suy tàn, lụi tàn, thoái hóa, vì không hiểu hiện tượng này, hiện tượng thay đổi không ngừng, mà con người vẫn cứ thấy vui sướng. Lấy ví dụ của một người vừa tròn 20 tuổi, trong bữa tiệc ăn mừng sinh nhật tổ chức thật lớn, xin chúc mừng sinh nhật anh, xin chúc mừng sinh nhật anh, con người đáng thương đó đâu hiểu rằng anh ta đang tiến gần hơn đến nghĩa địa, gần hơn 20 năm, làm sao lại ăn mừng một điều như thế được. Nói như thế không có nghĩa là cứ mỗi lần sinh nhật đến, quý vị lại bắt đầu than khóc, lại một năm nữa tiến đến gần cái chết. Ồ, không phải vậy. Tham ma không dạy ta than khóc. Nhưng hãy hiểu rõ sự thật rằng, đây là thực tế. Chừng này thời gian đã trôi qua, không biết tôi còn bao nhiêu lâu nữa, nhưng dù có bao lâu, thì tôi phải biết dùng thời giờ còn lại một cách hữu hiệu nhất. Đâu là cách tốt nhất để tôi tận dụng thời gian còn lại. Hiểu biết như thế là có trí tuệ. Một khi sự hiểu biết về Anatta, vô ngã, trở nên rõ ràng, và khi sự hiểu biết về Anicca, vô thường, cũng đã rõ ràng, luôn luôn thay đổi. Rồi khi sự hiểu biết về Dukkha, khổ, cũng trở nên rõ ràng, thì lúc đó quý vị được vững mạnh trong trí tuệ. Từng bước một, quý vị đang tiến đến đích cuối cùng. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, quý vị nhận ra rằng trí tuệ tự nó biểu lộ trong cách quý vị giao thiệp với mọi người, trong những hoàn cảnh khác nhau. Quý vị hiểu rõ đây chỉ là sự thật hời hợt bề ngoài, và do đó quý vị phải giao thiệp với mọi người trên bình diện bề ngoài đó. Quý vị không thể nói rằng cái tường này chỉ là một khối rung động và những gợn sóng li ti, chân tôi cũng thế, thế thì nếu tôi đá vào bức tường, chân tôi sẽ xuyên qua nó. Không phải như thế đâu, quý vị sẽ bị gãy chân đấy. Bởi vậy, ở mức độ bề ngoài, sự thật là bức tường rất rắn chắc. Nhưng ở mức độ tột cùng thì nó chỉ là sự rung động.
Bức tường chỉ là sự rung động. Do đó, quý vị không bị ràng buộc vào nó. Khi đạt đến giai đoạn này, quý vị sẽ biết quan sát sự vật không phải chỉ trên bình diện chắc đặc của nó. Bề ngoài có một thực tại tưởng như chắc đặc, nhưng quý vị sẽ bắt đầu chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ nó ra và nhìn thấy được sự thật tối hậu. Khi một người không có trí tuệ đúng đắn, nhìn thấy thân thể chắc đặc của một phụ nữ, anh ta reo lên, à, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Hoặc người phụ nữ nhìn hình dáng chắc đặc của người đàn ông thì cũng khen, ồ, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Nhưng khi đã tiến bộ trong tham ma, quý vị sẽ cố gắng nhận thức rằng, đẹp ở đâu, để xem đẹp ở chỗ nào, để tôi chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ nó ra, xem cái đẹp ở đâu. Quý vị bắt đầu từ chân đầu, đây là tóc, à, đẹp. Tóc vàng, tóc nâu, tóc óng mướt như tơ, hay tóc đen, tóc này hay tóc kia. Một sợi tóc rụng ra, cái đẹp nằm ở đâu? Quý vị chỉ muốn vứt sợi tóc đi cho rồi. Chẳng hạn như câu chuyện một cô gái đáng thương kia, khi đang sửa soạn thức ăn sáng, vài sợi tóc rơi xuống và cô ta đem thức ăn tới mời đấng phu quân. Và ông chồng nhìn thấy, kia có tóc, ôi sợi tóc dơ bẩn, ôi em làm bữa điểm tâm của anh mất ngon rồi. Anh nói sao? Sợi tóc dơ bẩn à? Cả buổi chiều và suốt đêm qua anh đã hết mực khen. Nào là mái tóc em đẹp quá, đẹp tuyệt trần. Bây giờ nó rơi vào đồ ăn, thì anh ăn đi chứ. Tại sao lại la lối om sòm? Ôi tóc chỉ đẹp lúc còn ở trên đầu. Một khi nó bị rụng đi thì mất ngay cái đẹp. Thế còn phần nào để quý vị xem xét nữa? Quan sát thêm tí nữa, quý vị xem đến hàm răng. À đẹp, đẹp quá. Cả hàm răng đẹp như ngọc trai, như hai hàng ngọc trai. Thế rồi một cái răng rụng ra, một hạt ngọc rớt ra, một hạt ngọc trai quý giá. Thế quý vị có giữ nó trong tủ sắt hay trong ngân khố không? Không, vứt ngay đi. Đó chỉ là miếng xương. Đúng thế, một khi đã rụng, nó chỉ còn là miếng xương. Trong lúc còn đầy đủ toàn bộ, thì nó là hạt ngọc, một hạt ngọc rất quý giá. Nếu quý vị quan sát thêm thì còn gì nữa? Ô kìa, móng tay, những móng tay tuyệt đẹp, và màu sơn móng tay cũng thật là đẹp. Nó thật hợp với màu da, hay hợp với màu áo, hay màu chiếc váy sari, thật là đẹp, đẹp tuyệt trần. Lại cũng như câu chuyện trên, tội nghiệp cho cô gái, cô cắt móng tay, và vài miếng móng này rơi vào đĩa ăn. Phu quân cô trông thấy, trời ơi, móng tay, mấy cái móng tay dơ bẩn. Anh nói sao, móng tay dơ bẩn à? Móng tay em đẹp quá mà, màu sơn cũng đẹp luôn và thức ăn của anh cũng ngon nữa. Thế bây giờ bỏ chúng vào với nhau thì nó phải đẹp gấp bội ấy chứ. Anh ăn đi. Đẹp à, đẹp ở chỗ nào? Một thiền sinh đến gặp tôi và than rằng, thầy làm ơn đừng đề cập đến những chuyện này nữa. Ở bên Âu Tây, thầy có biết chúng con quan niệm cái đẹp ra sao không? Anh hãy nói cho tôi nghe quan niệm mỹ thuật của Âu Tây là gì. Bên Âu Tây họ bảo, chỉ có 1,5 mm lớp vỏ bên ngoài là đẹp thôi. Làn da thật là bóng bẩy, thật là mịn màng, rất là đẹp. Thế à, hãy lấy dao cạo và lóc ra một chút rồi xem có còn đẹp không? Quý vị sẽ cảm thấy muốn quẳng nó đi cho rồi, làm sao giữ lại cho được. Và hãy xem thử bên trong còn gì đẹp không? Nếu có cái gì gọi là đẹp đẽ ở trong người, thì nó đã đi ra ngoài từ lỗ này hay lỗ kia. Có cái gì đẹp được đưa ra ngoài từ một cái lỗ nào không? Thiên nhiên đối xử với chúng ta rất tốt, bằng không nếu đảo ngược những gì ở trong cho ra ngoài, và những gì bên ngoài lộn vào bên trong, thì chúng ta sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại phải chiến đấu với lũ quạ, chim ưng, với bọn kiên kên, hay các chú chó rừng đây? Cuộc sống sẽ thật là kinh khủng. Vậy thì mỹ thuật ở chỗ nào?